Văn Đức. Quất bóng. Quả bóng nguy hiểm đầu tiên mà cầu thủ Hà Tĩnh có được trong trận đấu này. Diallo. Văn Đức. Quất bóng. Quả bóng nguy hiểm đầu tiên mà cầu thủ Hà Tĩnh có được trong trận đấu này. Và lên bóng có thể nói là có sự cân đối từ giữa sân, từ ngoài biên cũng như ở trung giữa. Họ đã có một pha kết thúc tốt, nhưng trong tiếng vừa rồi thì Xuân Toàn đã không thể có được chiến thắng trước Phạm Văn Hồng.